Chị Nguyễn Thị Mỹ Lợi là một trong những cán bộ trẻ ở cơ sở của xã Dạ A Kê. Sinh năm 1988, năm nay 35 tuổi, nhưng chị đã được cấp trên và đảng viên trong chi bộ cùng bà con nhân dân thôn Tân Điệp 1 tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đối với mọi công việc của thôn, chị đều đưa ra bàn bạc lấy ý kiến tập thể chi bộ, các hội đoàn thể và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong bà con nhân dân. Học tập và làm theo lời Bác trên cương vị là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, chị Lợi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, cùng với các hội đoàn thể đi từng ngõ gõ từng nhà để tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, tình cảm của các hộ dân. Nhờ đó đã xây dựng được khối đoàn kết, sự đồng lòng của người dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Tiêu biểu là trong xây dựng nông thôn mới, bà con thôn Tân Điệp 1 đã tự nguyện hiến 375 m2 đất, phá dỡ tường rào, cây cối và góp hàng trăm ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, đóng góp hàng chục triệu đồng để lắp đặt camera an ninh, đèn đường chiếu sáng, vận động bà con người dân tộc thiểu số di rời chuồng trại ra xa nhà ở để xây dựng khu dân cư khang trang, sáng xanh, sạch đẹp. Con đường này hồi trước là rất nhỏ, hẹp, mà từ có chủ trương của ủy ban xã muốn mở rộng đường nông thôn, mình hiến đất để cho bà con anh em ở trong làng xóm này để đi con đường này rộng rãi. Từ cô bí thư đến thôn trưởng, ý kiến bà con ở đây có một cái sự đồng lòng để mở đường hiến đất cho rộng rãi cho bà con ở đây đi cho nó tốt đẹp hơn. Đầu tiên vận động là chúng ta phải đi từng ngõ gõ từng nhà, và phương châm phải đi lâu đi sâu và làm sao đến vận động được người dân họ hiểu được. Có những công bà con thì có tùy theo bà con hiểu, bà con không hiểu. Nhưng mà chúng ta phải chịu khó, phải lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, rồi là chúng ta mới có cái biện pháp đã ra, rồi là về chúng ta đi vận động. Đầu tiên là phải là người cán bộ, đảng viên, tiên phong gương mẫu đi đầu. Rồi tiếp tục đến là vận động các cái người thân, gia đình nhà mình. Rồi là tiếp theo là những cái vận chúng, những người có tiếng nói ở trong cộng đồng dân cư, xong rồi tiếp theo những cái bà con nhân dân tiếp theo. Đấy, rồi là chúng ta trước khi đợi triển khai một cái công việc nào đấy thì phải tiến hành họp rồi xin ý kiến của nhân dân. Cùng với đó, chị Lợi đặc biệt quan tâm đến đời sống của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ giúp đỡ. Như gia đình ông Rơ Ma Thanh là một trong 6 hộ nghèo trong thôn Tân Điệp 1 với hoàn cảnh hết sức khó khăn. 4 người con thì 2 đứa con trai bị bệnh tâm thần. Do đó, 4 năm nay, chi bộ thôn Tân Điệp 1 đã nhận đỡ đầu và hỗ trợ 300.000 đồng mỗi tháng cho đứa con gái út của ông Thanh đang học đại học cùng nhu yếu phẩm khác. 4 năm đây rồi, mình bảo là mình nói là chứ con cố gắng học đi, nhưng mà bố thì khổ rồi, con cố gắng để vượt qua chuyện khó, rồi chuyện cố phải làm. Cứ là vừa nhà nước đào tạo cho mình, giúp cho con mình để sau này đỡ khô đấy. Vậy, cứ như là mong cảm ơn các thôn trưởng về đội phụ nữ nữa giúp. Còn nhiều hàng năm thì tài trợ các thứ gạo là mì tôm nữa. Thôn Tân Điệp 1 hiện có 236 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc Dơ Rai chiếm 30%. Còn lại là bà con ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc vào đây lập nghiệp với sản xuất nông nghiệp là chính. Song đến nay, trong thôn chỉ còn 6 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 50 triệu đồng một năm. Thôn Tân Điệp 1 trở thành khu dân cư kiểu mẫu ở địa phương và góp phần quan trọng giúp xã Dạ A Kê củng cố và nâng cao các tiêu chí của xã nông thôn mới. Đối với đồng chí Lợi là một bí thư trưởng thôn, thì qua quá trình công tác thì đồng chí là một cái tấm gương sáng đó, trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Cấp ủy chi bộ thực hiện các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động là nhân dân thực hiện tốt cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là ngày công và lao động, rồi hiến đất làm đường, rồi xây dựng là thắp đèn đường sáng, rồi vận động là người dân trồng con đường hoa, bờ rào xanh. Vận động dí dời là chuồng trại ra khỏi gầm sàn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Với sự tận tâm trách nhiệm trong công việc, chị Lợi luôn nhận được sự yêu mến tin tưởng của cấp trên và của bà con nhân dân trong thôn Tân Điệp 1, và được đánh giá là một trong những cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.